diễn viên Hiếu Hiền kể cú sốc khi mẹ ruột Kim Ngọc qua đời. Diễn viên Hiếu Hiền xuất hiện trong tập 59 Khoảnh Khắc Rực Rỡ. Tại đây, anh có dịp chia sẻ về hành trình làm nghề, đồng thời trải lòng về cú sốc khi mẹ ruột qua đời. Xuất thân trong gia đình nghệ thuật khi có mẹ là cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc và cha là cố nhạc sĩ Đức Lang. Hiếu Hiền sớm đam mê nghiệp diễn xuất và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Ngày bé, anh đi theo mẹ tấu hài ở một số tụ điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Anh kể, lúc ở nhà ba hay đàn cho mẹ hát. Mẹ hay hát trích đoạn Lục Vân Tiên, Kiều Nguyệt Nga thì tôi cũng hát theo và thuộc luôn. Tới lúc vào lớp, tôi hát thì bị ba mẹ mắng vốn. Tại chương trình, nam diễn viên nhắc lại kỷ niệm cùng mẹ đến diễn ở một trường đại học với hơn 6.000 khán giả. Khi người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục của hai mẹ con thì khán giả dần dần gọi tên Hiếu Hiền. Lúc đó mẹ giơ ngón tay cái và cười với Hiền. Sau buổi diễn hai mẹ con về cùng nhau mà không nói tiếng nào cho đến khi về đến nhà. Về đến nhà, Hiền vừa rót nước mời mẹ uống thì mẹ hỏi, Hiền, con có thấy hạnh phúc không con? Lúc đó anh để ly nước xuống và ôm mẹ khóc, rồi mẹ cũng khóc. Bà Hiền đang ngủ nghe tiếng chạy ra hỏi, nghe kể xong thì ba người ôm nhau khóc. Đó là cả một bầu trời hạnh phúc đối với Hiền, Hiếu Hiền nghẹn ngào kể. Nam diễn viên chia sẻ, vai diễn giúp tên tuổi ghi dấu ấn với khán giả chính là anh Hiểu trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Bản thân nam diễn viên thừa nhận, anh bất ngờ trước tình cảm mà mọi người dành cho mình khi theo dõi phim. Từ sau dự án truyền hình này, anh có cơ hội thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau trong các dự án Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hot Boy Nổi Loạn. Từ năm 1997 đến 1998 tôi đã đi theo mẹ để diễn. Mãi đến năm 2008, tôi mới được khán giả biết đến nhiều với vai trò là diễn viên trong bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc, Nam Khách Mời Tâm Sự. Hiếu Hiền tiết lộ, anh ảnh hưởng lớn từ mẹ bởi tinh thần luôn học hỏi, biểu diễn hăng say, nhiệt huyết dù là sân khấu nhỏ hay lớn. Thậm chí là một buổi đám cưới, cô Kim Ngọc cũng dạy con phải nhiệt tâm với đam mê của mình, đem tiếng cười của khán giả là niềm vui của bản thân. Vì vậy, sự ra đi của cố nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc là mất mát lớn với anh.